Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh xe tăng T-72B3M của nước này pháo kích vào các điểm triển khai nhân lực của quân đội Ukraine. Đoàn video cho thấy kiếp xe tăng T-72B3M thuộc quân khu phía Tây khai hỏa vào các cộng sự ngụy trang trong rừng của lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga cho biết các trinh sát đã xác định được các vị trí kho đạn và nơi tập trung quân của đối phương. Ngay sau đó, kiếp xe tăng Nga đến khu vực được chỉ định và khai hỏa đạn nổ phân mảnh để gây ra thiệt hại tối đa cho nhân lực cũng như khí tài của đối phương vào kích xong, kíp xe tăng nga lập tức cơ động rút lui nhằm tránh bị đáp trả.